bạn, xin mời quý vị các bạn đến với lại buổi đánh chuột chiều 16 tháng 7 năm 2020 của thôn Ngọc, xã Kỳ, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng. Buổi chiều hôm nay là được đông nhất. Nào, hôm nay là được 26 người, 27 người này. Hôm nay đông. Vâng. Vâng. Thế được rồi bạn. Người ta công việc. Nắng nắng rồi. Ai chưa để đi bắt được hả? Ai dạ, ừ thì nó bắt chưa bắt chuột hôm nay rồi thế. Ừ. Hái hai rồi, đi hái một bà mình bắt chuột. Tí nữa bà, tí. Quay lại chứ. 25 người hay 6 người?